quý vị và các bạn, Khánh Linh đang có mặt tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Vào những ngày tháng 10 âm lịch hàng năm thì người dân nơi đây và du khách thập phương lại nô nức tham gia các hoạt động ý nghĩa về lễ hội đền cả tại dinh đô Quan Hoàng 10. Được có mặt vào dịp chính lễ, hòa mình vào các hoạt động ý nghĩa của bà con nơi đây chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Nào hãy cùng với Non Nước Hồng Lam đến với lễ hội đền cả năm nay nhé! Đền cả, dinh đô Quan Hoàng 10 thuộc địa phận phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Vùng đất này được bồi đắp tạo nên thế đất như hình mỏ hạc. Chính vì vậy, thường được nhân dân gọi là mỏ hạc linh tử, được xem như một vùng đất thiêng. Theo tư liệu lịch sử và qua truyền ngôn, đền cả, dinh đô Quan Hoàng 10 được các bậc tiền nhân tạo dựng cách đây trên 700 năm, được nhân dân phối thờ chung nhiều vị thần, trong đó có cả thiên thần, nhân thần và nhiên thần. Ngoài vị thần được thờ chính là ông Hoàng Mười, thì đền còn thờ thần Tam Lang, thờ bà Lê Thị Ngọc Dung, con gái nuôi của vua Lê Lợi, người có công lớn trong cuộc chiến chống quân Minh. Đền có quy mô kiến trúc đồ sộ, được xây theo lối chữ nhất, bao gồm nhà thượng điện, trung điện, hạ điện và hậu cung. Trải qua bao thăng trầm, có thời gian đền đã thành phế tích. Đến năm 2014, đền cả dinh đô Quan Hoàng 10 được phục dựng gần như nguyên gốc, trở thành một trong những điểm đến của du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của du khách gần xa. Bác Thiện ơi, bác có thường xuyên về tham gia lễ hội đền cả tại dinh đô Quan Hoàng 10 không ạ? Không những bác mà bà con trong vùng là thường xuyên về tham gia cả cái lễ hội của đền cả dinh đô Quan Hoàng 10. Mỗi năm là có nhiều cái đổi mới, cho nên là bác cũng như bà con trong vùng là rất là phấn khởi. Và du khách về đấy thì không những là chiêm bái phong cảnh mà còn là biết đến một cái truyền thống văn hóa rất là tốt đẹp. Theo nhiều nghiên cứu cho rằng, ông Hoàng Mười trong truyền thuyết là một nhiên thần gắn với sông nước, nhưng trong tâm thức người dân xứ Nghệ đã được nhập thế trở thành con người cụ thể, được lịch sử hóa, địa phương hóa với các danh thần đã có công lao với muôn dân trăm họ. Ông Hoàng Mười được tôn vinh là Đức Thánh Minh, được thờ ở hàng quan trong hệ thống thờ mẫu tứ phủ. Nơi nào có điện thờ mẫu là nơi đó bàn thờ ông Hoàng Mười. Hàng năm, để tưởng nhớ công lao đóng góp của Đức Quan Hoàng Mười và các vị thần đã có công trấn giữ và bảo vệ dân làng khỏi giặc giã, thiên tai, người dân trong vùng đã mở lễ hội để tri ân, đồng thời cầu cho muôn dân an lạc, mùa màng tốt tươi. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 10 âm lịch hàng năm, chính lễ vào ngày trùng thập mùng 10 tháng 10, với nhiều hoạt động và trò chơi dân gian thu hút nhân dân và nhiều du khách tham dự. Một trong những hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của bà con nơi đây đó là hội thi gói bánh chưng dâng thánh do Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh tổ chức. Và ngay lúc này trong không khí thật đặc biệt thì Khánh Linh tin chắc rằng khi về với lễ hội thì các bạn sẽ không thể không dừng chân nơi này. Vâng thưa bác, là để gói bánh chưng thì bà con mình đã phải chuẩn bị trong thời gian là bao lâu ạ? Bà con phải chuẩn bị từ khâu chẻ lạt cho đến khâu lá là phải mất trong 3 đến 4 ngày. Lá là phải cùi thật kỳ đấy để dâng thánh, và lạt cái lạt mình cũng là phải là chẻ cho nó chuẩn, có cái đều lạt để cho mà nó buộc cái bánh không bị méo. Trong hoạt động ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gói bao nhiêu chiếc bánh chưng ạ bác? Toàn thị xã là 1.200 chiếc và một phường xã là như vậy là 200 chiếc. Vâng, 1.200 chiếc bánh chưng sẽ được gói trong lễ hội ngày hôm nay. Thông qua hoạt động này thì bà con muốn gửi gắm ước nguyện gì ạ? Chúng để duy trì lại cái truyền thống của một nhà nguồn, thứ hai là cái truyền thống là văn hóa của dân tộc. Bây giờ thì bác có thể hướng dẫn cho Khánh Linh gói một chiếc bánh chưng để dâng lên lễ thánh được không ạ? Được. Từ những nguyên liệu quen thuộc truyền thống, mỗi người dân tham gia bằng sự khéo léo, tâm huyết đã gửi gắm niềm thành kính của mình vào từng chiếc bánh, và sản phẩm đẹp nhất sẽ được lựa chọn cẩn trọng để dâng lên bàn thờ thánh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã luôn vì quốc thái dân an. Lễ hội đền cả cũng là dịp để giáo dục cho các thế hệ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, vừa gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời giữ gìn và khôi phục các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, thúc đẩy phát triển về du lịch, văn hóa, tâm linh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.
Bên cạnh việc tham quan chiêm bái tại đền, trải nghiệm các hoạt động trò chơi dân gian thì một trong những nét đặc trưng của lễ hội đó chính là trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, thu hút đông đảo các nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan, cung văn trên địa bàn Hà Tĩnh cũng như là nhiều địa phương khác tham gia. Những tiết mục trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ với mong muốn để đông đảo công chúng hiểu hơn về nét đẹp của loại hình văn hóa dân gian đặc sắc này, đồng thời cũng là dịp để những người thực hành tín ngưỡng nhận thức đúng giá trị di sản, từ đó gìn giữ, phát huy nét đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu trong niềm tự hào của mỗi người Việt. Là người trực tiếp thực hành các nghi lễ chầu văn di sản văn hóa phi vật thể thuộc lĩnh vực tập quán, xã hội và tín ngưỡng, theo ông thì làm thế nào để du khách hiểu được cốt lõi của cái hay cái đẹp của di sản này ạ? Đó là phải giữ được cái màu sắc từ trang phục, phải là nó phải có đa dạng, nhưng phải là biểu hiện được cái giá hầu để người du khách có thể đến đây là cảm nhận qua cái người thực hành tín ngưỡng này. Trong cái hát chầu văn là phải hát được những cái bản gốc, bản cổ. Cái âm nhạc này nó có một cái gì đó linh thiêng và có một cái hồn cốt của tâm linh trong đó. Những tiết mục trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ năm nay thì có những nét gì nổi bật ạ? Năm nay thì có nhiều người hầu đồng của các tỉnh thành tham gia. Tuổi đời của là người hầu đồng là những cái cổ thủ, có những cái cụ đồng 83 tuổi và có những đội ngũ là kế gần trẻ hóa, chỉ có mới cái tuổi đôi mươi, họ đã mang lại được những cái nét đặc trưng mà để bảo tồn được cái di sản văn hóa. Trong khuôn khổ lễ hội đền cả Dinh Đô Quan Hoàng 10 còn diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc, trong đó có lễ rước cấp thủy. Lễ rước được thực hiện bằng cả đường bộ và đường thủy, thu hút sự tham gia đông đảo của du khách thập phương. Theo truyền thống, người dân tổ chức rước kiệu ra ngã ba sông lấy nước, đoàn rước với trống rong cờ mở, trang trọng các lễ nghi truyền thống, tạo nên một không gian lễ hội độc đáo và thiêng liêng. Thưa quý vị và các bạn, tại nơi giao nhau của ba con sông, sông Minh, sông La, sông Lam, nước sẽ được lấy tại đây để đưa về dâng lên lễ thánh. Dòng nước trong lành nơi đây sẽ được lấy để dâng lên các vị thánh. Trong quan niệm của người dân địa phương, nghi thức rước nước diễn ra thuận lợi thì cả năm dân làng sẽ gặp nhiều may mắn. Vâng thưa ông, vì sao chúng ta lại lấy nước ở ngay nơi giao nhau của ba con sông ạ? Ở đấy là một cái dòng nước mà có thể ta cho đấy là cái sự thanh tịnh của ba con sông giao nhau. Và để lấy linh khí của ba con sông này, của ba cái miền để là hồi tụ lại và xem như đó là cái tập tục từ xưa này đến nay. Lấy cái nước này về là để mộc dục hay còn gọi là để tắm cho các cái vị thần được là ở tường Pháp trong ngôi đền, và chính đó là Đức Thánh Hoàng Mười. Vậy thì ý nghĩa lớn nhất của lễ cấp thủy là gì thưa ông? Lễ cấp thủy là một cái lễ mà để cầu, gọi là cầu đảo các cái vị thủy thần, là mình cũng là có cái lễ cúng để hiến các cái thủy thần để kỳ đảo cho được phong điều vũ thuận, để cầu cho được là một mùa được là trời yên biển lặng. Hòa mình vào không khí này, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự tự hào, niềm hân hoan. Dường như mọi người đều hướng trọn niềm tin về những điều an lành, thịnh vượng cho muôn nhà. Về với đền cả Dinh Đô Quan Hoàng 10 là về với những truyền thống lâu bền, để thêm trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần được xây đắp, gìn giữ và phát huy bao đời, để mỗi người luôn hướng tới chân, thiện, mỹ trong cuộc sống.